Những lúc mình được cầm lái và được trải nghiệm những cái chiếc xe sang như thế này thì nó mang lại cho mình những cái cảm xúc rất là khó tả. Mình có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn, mình có cơ hội lái nhiều hơn là một người bình thường. Những bạn mà đi lái thử thì chúng ta sẽ có một thời gian rất là ngắn. Nhưng mà riêng bản thân mình thì được cầm lái một chiếc xe này rất là lâu. Đó một vài ngày thì nó mang lại cho chúng mình những một vài cái hay ho, một vài cái cảm xúc mà con xe đã mang lại. Volvo XC60 phiên bản T8 Recharge này cũng vậy, nó cũng mang lại cho chúng ta những cái cảm giác như vậy. Bản thân mình cảm nhận một vài ngày nay. Và khi mà mình đứng cạnh chiếc XC60 T8 Recharge này thì cái thiết kế của nhà Volvo từ trước đến nay nó không lẫn vào đâu được. Và nó sẽ ít thay đổi so với thời gian. Đâu đó thì nó chỉ thay đổi một vài những cái điểm nhấn, một vài cái chi tiết thôi để nó giúp cho những cái chiếc xe ngày nay nó hợp thời hơn. Nhưng mà nhìn chung thì tổng thể chiếc xe nó vẫn mang lại cho chúng ta một cái nhìn rất là dễ chịu. Và mình xem đây là một trong những cái thiết kế gọi là trung tính nhất. Các bạn thử nghĩ xem nó sẽ thay đổi thiết kế liên tục giống như những hãng xe khác thì nó sẽ không còn gì đó là một chiếc xe của nhà Volvo, một chiếc xe đến từ xứ Scandinavia. Nhắc về Volvo thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái trang bị an toàn mà Volvo đã tiên phong phát triển đâu đó rất là lâu đời rồi, mà chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian để list một list rất là dài về những cái phát minh an toàn mà được phát triển bởi Volvo. Mà một vài cái trang bị an toàn mà mình phải nhắc đến để cho các bạn sẽ rất là quen thuộc mà những chiếc xe ngày nay vẫn được sử dụng những công nghệ an toàn đó của trên chính công nghệ Volvo phát triển. Giống như trang bị seat belt, dây đai an toàn 3 điểm được phát minh vào năm 1959 nè, hay là khóa trẻ em được phát minh vào năm 1973, hay là công nghệ ABS mà các bạn sẽ rất quen thuộc ở trên những dòng xe khác được phát minh bởi Volvo năm 1984. Cùng hàng loạt các công nghệ giống như là hệ thống cảnh báo điểm mù nè, rồi nhận biết người đi bộ nè, rồi túi khí cho người đi bộ nè. Đó là những cái phát minh an toàn tiêu biểu mà Volvo mà mình có thể kể đến. Và trên chính chiếc Volvo XC60 phiên bản T8 Recharge này cũng vậy. Đây là một phiên bản Ultimate, trang bị rất là nhiều những cái tiện nghi, những cái option và những công nghệ để giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm tốt hơn khi mà cầm lái. Hơn hết là những cái công nghệ mà chỉ bảo vệ những người ngồi trong xe. Giống như là Volvo đã từng công bố là sẽ phấn đấu cho đến năm 2020 sẽ không có một ai phải tử vong khi mà lái chiếc xe Volvo này. Hoặc là xảy ra những cái tình huống va chạm, tai nạn đáng tiếc sẽ không bị ảnh hưởng hay là bị chấn thương nặng khi mà sở hữu Volvo. Và chẳng những người ngồi ở trong xe Volvo được bảo vệ, mà hầu như những người tham gia giao thông đi cạnh chiếc Volvo cũng được bảo vệ luôn. Như là mình đã từng nhắc đến là phát minh túi khí ở phía trước để giúp bảo vệ những người đi bộ, những người đi chung quanh chiếc xe. Chính vì vậy nên chúng ta sẽ sờ chạm ở trên chiếc XC60 này cũng vậy. Những cái thiết kế ở phía trước nó cũng khá là đầm chắc, nịnh tai, vững chắc. Nhưng mà đâu đó chúng ta sẽ thấy có một vài một cái chi tiết nó mang lại nó sự mềm mại. Mềm mại ở đây nó không phải tại vì vật liệu, giống như nắp capo này cũng vậy, nó cũng đầm chắc. Nhưng mà nó cũng có một cái gì đó lỏng bỏng, lồng bồn mà chúng ta có thể cảm nhận được khi mà gõ một cách cố tình như thế này. Nhưng mà đó là một trong những cái thiết kế cố ý của nhà Volvo. Nó giúp cho những người tham gia giao thông khi mà lỡ có những cái cú va chạm trực tiếp với đầu xe, bên hông xe, thì những người đó lỡ có va chạm vô chiếc xe, ví dụ như đầu chẳng hạn, đập vô xe đó, thì như vậy thì giảm đi những cái chấn thương đáng tiếc dành cho những người đi tham gia giao thông. Đó là một trong những cái nhân văn mà mình có thể biết đến, một trong những cái thương hiệu Volvo nó mang lại cho những người chủ nhân của nó và mang lại cho những người tham gia giao thông. Ở ngoài ra thì XC60 phiên bản T8 Recharge này có thêm những cái công nghệ mà chúng ta có thể bắt gặp, giống như là hệ thống đèn LED system nè. Và đây là một trong những hệ thống đèn LED tự động hoặc là bật tắt cốt pha để giúp khi mà tham gia giao thông, nó mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là tốt. Và ánh sáng của nó cũng hết sức tuyệt vời. Với cái họa tiết cái hình bú thò như thế này giúp cho chiếc xe khi mà đi ở ngoài đường thì chúng ta nhìn cũng cái nhận dạng nó hết sức là đẹp. Cùng với 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau, nó giúp cho chúng ta hỗ trợ trong cái gói an toàn. Đồng thời thì cái hệ thống camera phía trước cùng với camera bên hông nó cũng đảm bảo cho chúng ta được cái công nghệ là camera 360 để giúp cho chúng ta sẽ thuận tiện khi lái xe ở trong những cung đường hẹp.
Chìa khóa trong túi thì chúng ta sẽ rất là tiện dụng khi chỉ cần một chạm ở trên cửa thì xe đã được mở, gương cũng được mở ra và chúng ta sẽ sẵn sàng bước vô trong xe để chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành. Về bên hông xe thì chúng ta sẽ có một chiếc SC60 đâu đó rất hết sức là vừa vặn so với mình. Với những cái dòng xe khác, những cái phiên bản khác thì chúng ta sẽ có những chiếc SC90 nó hơi lớn hơn tí xíu, nhưng mà đối với bản thân mình và với những cái nhu cầu hàng ngày đâu đó đi về quê, đi chơi và di chuyển trong phố thì chiếc SC60 này hết sức là phù hợp. Ngoài ra một cái chi tiết cũng hết sức là lạ nhưng mà cũng hết sức là quen mà chúng ta sẽ được bắt gặp, đó là bên hông xe, đó là một cái cổng sạc. Lạ là vì trên những dòng xe xăng tại sao nó lại được trang bị những cổng sạc như thế này, mà quen là tại vì chúng ta ngày nay những dòng xe điện cũng được trang bị những cổng sạc như thế này rồi, thì chúng ta sẽ thấy rất là quen. Đây là một trong những cái bước tiên phong mà nhà Volvo muốn khách hàng của mình trải nghiệm những công nghệ plug-in hybrid trên chính dòng xe của mình. Trước đây chúng ta đã làm quen với những dòng xe được trang bị công nghệ hybrid rồi. Ngày nay thì những cái chiếc xe được trang bị những cái công nghệ động cơ plug-in hybrid như thế này ở Việt Nam hết sức là hiếm. Volvo là một trong những bước tiến như vậy. Vì muốn sở hữu và sử dụng cái công nghệ động cơ plug-in hybrid này thì chúng ta phải cần sạc giúp cho cái động cơ, giúp cho cái motor, giúp cho cục pin chúng ta có thể đủ đầy chính cái lúc vận hành hoàn toàn bằng điện. Nhờ vào cái công nghệ plug-in hybrid này, nó giúp cho chiếc xe di chuyển cung đường đâu đó lên tận hơn 80 km. Ngoài ra thì chiếc xe vẫn được trang bị những cái chế độ lái, những công nghệ khác nhau giống như là hybrid nè, hay là chế độ hoàn toàn bằng điện. Nó giúp cho chúng ta sẽ tiết kiệm hơn. Ở đây chúng ta không phải là tiết kiệm về chi phí dành cho những người dùng sở hữu những dòng xe Volvo, mà hơn hết Volvo muốn hạn chế đi những cái phát thải, những cái khí CO2 độc hại trong môi trường. Vậy đây là một trong những cái bước tiên phong để giúp cho môi trường chúng ta xanh, sạch và đẹp, nhưng cũng không làm cho người dùng bỡ ngỡ khi lái một chiếc xe hoàn toàn bằng điện. Chúng ta sẽ có những bất cập khi mà sử dụng những cái chiếc xe hoàn toàn bằng điện như vậy, nên chính ở trên chiếc Volvo XC60 phiên bản T8 Recharge này nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, mà chúng ta sẽ không cần những cái trạm sạc ở trên đường, và chính cái nguồn điện ở trên nhà chúng ta vẫn hỗ trợ được cho cái cổng sạc của trên chiếc Volvo XC60 phiên bản T8 Recharge này. Nhiều người lại hỏi rằng là anh Thiện ơi, ở trên những dòng xe Volvo như thế này thì đâu là cái lối thiết kế mà anh Thiện thích nhất và gọi là đẹp nhất? Thì bản thân của mình cảm nhận được chiếc xe ở trên chiếc Volvo XC60 này, và hầu như là tất cả những sản phẩm của nhà Volvo không có một điểm nhà gọi là đẹp nhất. Nhưng mà những cái chi tiết nhỏ nhỏ giống như là chi tiết đèn phía sau, chi tiết bên hông xe và những chi tiết phía trước, nó làm nên thương hiệu Volvo và nó làm cho chiếc xe tổng thể nó rất là đẹp. Cũng như bộ đèn đây là một trong những cái điểm nhận dạng mà chúng ta sẽ khó có thể lẫn lộn được khi mà Volvo chạy ở trên đường, và kể cả chiếc XC60 phiên bản T8 Recharge này cũng vậy. Những cái chi tiết sáng bóng mà các bạn có thể bắt gặp giống như là chi tiết chữ XC60, và đặc biệt hơn hết là phía dưới chúng ta có một cái nẹp rơm dài từ bên trái sang bên phải luôn. Một trong những cái điểm nhấn rõ ràng nhất, cùng với hệ thống 6 cái cảm biến ở phía sau. Nhưng nói về công nghệ thì chúng ta cũng thấy là ở trên XC60 vẫn được trang bị công nghệ đa cấp. Nhưng mà cái cách đa cấp và cái cách vận hành ở trên phiên bản xe Volvo XC60 này nó cũng hết sức là lạ và hết sức là nhạy. Chúng ta không cần phải lo lắng là cảm biến ở đâu, hay là chúng ta phải đá đúng cái vị trí như thế nào, hay là đúng thế. Chỉ cần giơ chân đá là cốp lại nảy lên. Hay là chúng ta chỉ cần muốn đóng cốp, thay vì nhấn cái nút ở trên đây thì chúng ta chỉ cần đá trong vô thức thôi, thì chiếc xe lại đóng cốp một hết sức tiện nghi và dễ dàng. Một trong những cái công nghệ tiên tiến, tiên phong, làm cho người dùng dễ dàng thuận tiện hơn. Chúng ta không phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn khi mà sở hữu và sử dụng những công nghệ như thế này. Cùng phân khúc phía nó thì trong chúng ta sẽ thấy được những cái thương hiệu đến từ Đức giống như là GLC 300 chẳng hạn. Nhưng mà với cái lối thiết kế ở cái khoang hành lý của chiếc XC60 này, mình bắt gặp đó là một trong những thiết kế thông minh và hết sức là rộng rãi. Chúng ta sẽ có một cốp rất là to, và hầu như là to rất là nhiều so với như mình cảm nhận với những dòng xe khác. Chúng ta sẽ để được 2-3 bộ gớp cùng với 3-4 vali rất là to ở đây. Và cái cách vận hành và có những cái cách mà chúng ta sẽ thấy hết sức là thông minh khi mà mình sử dụng cái nắp che hành lý thế này. Đấy, chúng ta sẽ có một nấc để chúng ta có thể mở lên che hành lý. Chúng ta chỉ cần gạt xuống và chúng ta sẽ có thêm một cái nấc cao thứ hai để chúng ta có thể nới rộng cái khoang hành lý ra để cho chúng ta sẽ để đồ một cách thuận tiện. Nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta có thể gỡ xuống. Chỉ cần một chạm thế này, bên hông chúng ta sẽ có một cái lẫy hai bên và gỡ ra một cách tiện dụng như thế này để giúp cho chúng ta có một cái không gian gọn gàng hơn. Nhưng nếu các bạn muốn mở rộng các khoang hành lý ra nhiều hơn nữa,
phẳng hơn nữa thì cũng chỉ với một chạm ở hai nút nạp hai bên. Đấy, bên đây cũng vậy. Tiện dụng không? Phẳng không? Không gian quá tuyệt vời để giúp cho chúng ta có thể chở được những cái hành lý cồng kềnh và dài trên chiếc XC60. Tò mò hơn thì ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái nắp che và sẽ để được rất là nhiều đồ linh ta linh tinh, những cái hộc nhỏ nhỏ để chúng ta có thể để được những cái món đồ phụ kiện để giúp cho chúng ta sẽ có những cái hành trình thuận tiện hơn. Hơn hết thì chúng ta sẽ có được những cái bình ắc quy nè, một cái thiết bị vá lớp tự động nè và một cái nắp che rèm ở phía trong xe ở thằng ghế thứ hai. Một cái chi tiết mà mình thấy rằng ít được những cái dòng xe, đặc biệt là những dòng xe sang có thể phát triển và áp dụng trên chính những cái sản phẩm của họ, nhưng mà Volvo từ trước đến nay luôn luôn lắng nghe, luôn luôn đảm bảo sự an toàn. Đó là hơn hết thì chúng ta sẽ thấy được những cái chuẩn ISOFIX khắp nơi ở hàng ghế thứ hai. Và điều hơn hết là ngoài những chiếc ISOFIX như thế này để giúp cho chúng ta có thể gá được những cái chiếc nôi, những cái chiếc ghế dành cho những em bé nhỏ xíu. Và những cái em bé nhỏ hơn, đâu đó khoảng 4, 5 tuổi, 6, 7 tuổi, 8, 9 tuổi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có được những cái trang bị giúp cho những cái đứa bé đó nó sẽ thuận tiện hơn và thoải mái hơn chỉ với một chạm thế này. Và chúng ta sẽ có được những cái tiện nghi nâng ghế thế này, giúp cho những đứa bé ngồi ở trên những cái hàng ghế này luôn luôn an toàn. Sử dụng chính những cái xích beo này để giúp cho đứa bé sẽ có, thứ nhất là có những cái tầm nhìn cao thoáng hơn, thứ hai là cái xích beo này nó không bị vướng vào cổ, nó giúp cho những cái đứa bé sử dụng trên chính chiếc xe nhà Volvo nó luôn an toàn. Và khi mình bước vào hàng ghế thứ hai, đóng cửa lại, thì chúng ta sẽ có một cái không gian vô cùng rộng rãi. Hơn hết thì với cái bộ da nắp ba như thế này, nó mang lại cho chúng ta một cái sờ chạm hết sức là đã. Khi mà ngồi ở cái vị trí này á, thì nó tạo cho chúng ta thoải mái, cùng với cái bộ ghế nó sẽ ôm lưng hơn, sẽ nịnh mắt hơn. Xích beo vô như thế này. Rồi bên phải chúng ta sẽ có một cái bệ thị tai, tất nhiên bằng da rồi. Và đây là những cái chi tiết nhựa mềm ở bên hông xe. Cửa gió điều hòa thì chúng ta sẽ được trang bị ở phần cánh cửa như thế này, sẽ không được trang bị giống như những dòng xe khác ở phía dưới đây đâu. Ở phía đây chúng ta sẽ được trang bị cửa gió điều hòa nè, những cái tiện nghi giống như là móc nè, rồi bệ nắm tay nè, hay là những cái trang bị đèn đọc sách với cái cảm ứng như thế này. Hơn hết thì bên phải chúng ta cũng được trang bị cái bệ thị tai cao ráo bằng phẳng và hợp với cái dáng người ngồi của Việt Nam luôn. Một nhấn để chúng ta sẽ có được hai cái chỗ để cốc đấy. Và ngay thì chúng ta sẽ có được một cái hộc như thế này thông với cái cốc sau để chúng ta có thể tiện nghi lấy đồ. Nhiều người xe già khi thấy một cái ủ to như thế này được trang bị ngay chỗ cái yên ngựa dài xuống phía sau, nó làm cho một cái nhìn chúng ta sẽ không được thoáng cái chiếc xe. Nhưng đây là một trong những cái vị trí đặt pin với công suất đâu đó khoảng 18.8 kWh, nó phục vụ cho cái công nghệ plug-in hybrid trên chính chiếc xe Volvo XC60 phiên bản T8 Recharge này. Ngoài ra thì chính vì những cái trang bị pin như thế này, chúng ta sẽ không được những cái cửa gió điều hòa được đặt ở vị trí này. Bạn hết thì chúng ta sẽ có trang bị một cái chỗ nhỏ để cho chúng ta để đồng xu hay để những vật dụng linh tinh mà thôi, cùng với hai cái tẩu sạc Type-C nằm ở vị trí này. Và một cái chi tiết nữa đó là cái ụ này chúng ta có thể là để chân được nè, dẫm lên được nè, chúng ta sẽ có được những cái vân vân để tránh đi những cái tình trạng gọi là trượt khi mà để chân như thế này, cũng hết sức là tiện dụng. Và những cái tiện nghi nữa đó là một cái kẹp lưới như thế này để chúng ta có thể để được những linh tinh đấy. Và cửa sổ trời đoạn cảnh panorama kéo dài từ trước ra phía sau để giúp cho chúng ta có thể thoải mái ngồi ở vị trí này khi mà đi vu trên những cung đường xa, thì đây là một trong những cái tiện nghi và trong những cái option để giúp cho chúng ta thoải mái khi ngồi trên 99XC60. Nói về cửa sổ trời thì chúng ta sẽ có một trong những cái cách mở cũng hết sức là công nghệ, cùng với những cái cảm ứng như thế này. Chúng ta chỉ cần vuốt nhẹ thôi là cửa sổ trời được mở ra rồi đấy. Nhưng mà trời Sài Gòn thì mở nó hơi nóng, thành ra mình phải đóng lại tí xíu. Đó, một phút nữa thì chúng ta sẽ được tiện nghi là đóng cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nói về những cái công nghệ phía trên đây thì chúng ta sẽ có được hai cái nút như thế này, là một trong những cái công nghệ cũng hết sức là hay hỗ trợ cho chúng ta cái vấn đề an toàn, đó là nút SOS
Đây là một trong những chiếc xe quốc tế là được sử dụng những cái SIM quốc tế rồi. Chính vì vậy nên cái nút SOS này được nối trực tiếp với cảnh sát 113 để giúp cho chúng ta thuận tiện hơn việc trong cái vấn đề gọi hỗ trợ. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái nút bên tay phải thế này. Đây là một trong những cái tính năng để giúp cho chúng ta có thể gọi lên trực tiếp tổng đài của hãng Volvo Car Việt Nam để xem cái họ có được những cái trợ giúp gì khi mà xe chúng ta có những cái vấn đề hay là gặp lỗi, hoặc là có những cái tính năng mà chúng ta không am hiểu, chúng ta có thể gọi trực tiếp lên tổng đài. Và ngay bây giờ mình sẽ trải nghiệm gọi thử xem cái tổng đài nó sẽ có gọi lại cho mình hay không, và họ có những dịch vụ như thế nào. Dạ xin chào anh, mình Lê Hoàng Thiện. Mình đang thử nghiệm cái tính năng gọi tổng đài ở trên chiếc Volvo Car của chiếc XC60 đó. Thành ra là làm phiền anh nha. Mình không có cần sự giúp đỡ, mình chỉ xem cái tính năng này có hoạt động tốt hay không thôi. Dạ, nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ, dạ không. Một trong những cái tính năng hỗ trợ rất là hay mà mình được trải nghiệm trên chính chiếc Volvo XC60 phiên bản T8 Recharge này. Ngoài ra thì ở chính cái vị trí người lái này, chúng ta sẽ có được một cái ghế cũng hết sức là êm, cùng với những cái tính năng giống như là chúng ta sẽ có sưởi nè, chúng ta sẽ có làm mát nè, kể cả vị trí người tài xế và ở ghế phụ luôn, chúng ta vẫn được trang bị hai cái tính năng đó. Và các bạn biết là những cái ghế trên những dòng xe Volvo như thế này được nghiên cứu và phát triển rất sức là khắc nghiệt để giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm tốt hơn. Ngoài ra, những cái vụ va chạm không hay đáng tiếc có thể xảy ra thì giúp cho cái người ngồi ở những vị trí ghế này nó luôn luôn an toàn và tránh đi những cái chấn thương nặng nhất, giống như là bên vùng hông nè, và đặc biệt cái vùng cổ. Và các bạn thấy là cái bệ đỡ đầu đỡ cổ chúng ta cũng hết sức là vừa vặn, nó giúp cho cái form ngồi chúng ta như thế này. Và đây là một trong những cái tính năng hết sức là quan trọng đối với một cái ghế khi mà lỡ như không may có những cuộc va chạm như thế. Vô lăng ở trên những dòng xe Volvo thì nó cũng tương tự như vậy, cùng với những phím bấm ở trên đây. Chúng ta sẽ có cruise control giữ khoảng cách nè, rất là nhiều những công nghệ an toàn và an toàn chủ động ở trên chiếc xe, hầu như là full tính năng đều được hỗ trợ trên chính chiếc xe Volvo XC60 phiên bản T8 Recharge này rồi. Ở bên tay phải chúng ta có thêm những cái phím bấm để chúng ta có thể nghe ra lệnh giọng nói, ngoài ra hỗ trợ cho vấn đề giải trí tốt hơn khi ở trên tay phải chỗ này. Và cái cầm nắm ở trên cái vô lăng này chúng ta sẽ hết sức là sướng khi vận hành, và kể cả cái lúc vận hành nó vô lăng cũng mang lại cho chúng ta một cái cảm nhận trực quan. Và phía sau chúng ta sẽ được trang bị những cái lẫy như thế này, đồng thời một cái màn hình cỡ lớn cũng được đặt ở phía sau vô lăng, hiển thị rất là nhiều những cái thông tin. Nhiều người e dè rằng cái màn hình chúng ta thiếu đi những cái tính năng bản đồ, mà hiện tại trên chiếc xe XC60 mình được trải nghiệm cũng vậy. Nhưng mà Volvo Car Việt Nam cũng đã có những cái thông báo rằng sẽ sớm cập nhật để chúng ta thấy có những trải nghiệm tốt hơn khi mà vận hành chiếc xe. Những cái chi tiết sờ chạm như là da nè, rồi gỗ nè, khắp nơi. Phía trên này cũng vậy, chúng ta sẽ có da mai từ lô dài thế này. Và gỗ ở trên chính chiếc Volvo XC60 này chúng ta sẽ rờ hết sức là đã. Và đây là một trong những thiết kế gỗ tự nhiên. Hơn hết thì những cái tính năng sờ chạm chúng ta còn được cảm nhận được cái mùi hương ở trên chính chiếc xe nữa. Mình tìm thì mình không thấy được ở trên chiếc xe này sử dụng cái nước hoa hay là những cái lọ hương gì. Nhưng mà khi mà chúng ta đóng cửa lại thì chúng ta sẽ tận hưởng được cái không gian thoáng mát cùng với cái mùi hương thoang thoảng. Và điều đó mình tin chắc rằng ở trên chính những cái vật liệu của chiếc xe này nó mang lại cho chúng ta một cái mùi hương đó, một cái không khí trong lành hơn, một cái mùi hương dễ chịu hơn. Nhờ vào chính những vật liệu tốt nhất như thế này, nó làm cho không gian nội thất ở trong xe cũng thoáng đãng hơn. Và hơn hết thì ở trên chính chiếc Volvo XC60 này vẫn được trang bị cái lọc bụi mịn. Chúng ta có thể kiểm tra được cái air quality, cái chất lượng không khí ở trên xe. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái mức bụi mịn là PM 2.5 rất là thấp, được thông báo là good ở trên xe này, để cho chúng ta một không gian thông khí nó sẽ trong lành hơn khi mà chúng ta sẽ lái xe. Ngoài ra thì cái lối thiết kế hết sức tinh giản ở trên chính chiếc xe mình trải nghiệm, chúng ta sẽ không có được những trang bị nút bấm, mà ngoài ra tất cả những tính năng đều trang bị vào một cái màn hình như thế này. Và cái sự trung thực, sắc nét, tinh xảo và hiển thị nó mang lại cho chúng ta một cái nhìn trực quan. Phía dưới đây chúng ta chỉ có một cái nút nhỏ đây để chúng ta về home để thuận tiện hơn thôi.
Đấy, chúng ta sẽ có được những cái kết nối giống như Apple CarPlay có dây, rồi rất là nhiều những thông tin về giải trí giống như là nghe nhạc. Khi mà chúng ta đi truy cập vào sâu bên trong thì chúng ta sẽ có được những cái thanh cũng hết sức đơn giản để chúng ta có thể lựa chọn. Còn một cái tính năng nữa cũng hết sức là hay mà mình thấy khó được trải nghiệm trên những dòng xe khác, đó là cái adjust passenger seat. Có nghĩa là mình ngồi ở vị trí này mà hành khách ở vị trí này, hay là ông chủ ngồi phía sau, mình muốn đẩy cái ghế này lên trong lúc lái xe thì mình chỉ cần bật cái chức năng này lên. Ở bên đây chúng ta sẽ chỉnh ở cái vị trí người lái này cho cái vị trí ghế này. Mình muốn tiến đến thì mình chỉ cần chọn thì cái ghế này là tiến đến. Đấy, mình có thể chỉnh được bất cứ những tính năng, ghế mình thế nào thì ghế này như thế đó, để giúp cho thuận tiện hơn khi mà người ngồi ở phía sau không có thể dối tay lên để chỉnh hàng ghế này, để cho chúng ta sẽ có được cái không gian phía sau rộng rãi hơn và dễ chịu hơn. Phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng rất là nhiều, giống như là một cái tẩu sạc. Đấy, tẩu sạc, một cái hộp nhỏ nè. Rồi chúng ta sẽ kéo như ra như thế này, chúng ta sẽ có thêm được hai cái góc để ly. Và hơn hết chúng ta sẽ có được một cái chỗ sạc không dây thế này. Đó, hết sức tiện lợi. Và một cái tính năng nữa cũng hết sức là lạ, đó là cái nút xoay để chúng ta có thể là start up động cơ. Chỉ cần xoay, đó. Và thêm một cái món trang sức, đó là ở ngay cần số này được trang bị cái pha lê. Một cái trang bị cần số pha lê hết sức là đẹp, tinh xảo. Và các bạn biết đó, chiếc cần số này do các nghệ nhân tại Oxford chế tác thủ công từ pha lê Thụy Điển, đích thực dành cho chiếc xe Volvo này. Và hơn hết thì cái người thợ thủ công Oxford này còn sản xuất ra những cái bộ đồ ăn dành cho đám cưới hoàng tộc hoàng gia tại Thụy Điển, các bữa tiệc của giải Nobel hay là những nhà hàng đoạt giải Michelin. Cái sự tiện nghi và thoải mái nó còn được trang bị ở trên chính chiếc Volvo XC60 này, với một cái dàn âm thanh 15 loa Bowo Wedkin với công suất là 1100W. Nó mang lại cho chúng ta một cái thưởng thức âm thanh chân thật nhất. Chúng ta sẽ có âm thanh Twitter on top nè, đó là loa trung tâm ở phía trên nè. Rồi chúng ta sẽ có loa phân tầng bên trái và bên phải nè. Và chúng ta sẽ có được những cái loa sub được trang bị ở phía dưới để giúp cho cái âm thanh nó trung thực hơn, âm thanh vòm hơn. Và nó tạo nên những tiếng bass nhờ vào những cái làn loa sub như vậy. Sub hơi nó mang lại chúng ta những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra trên màn hình chúng ta sẽ có được những cái tinh chỉnh vào hệ thống sound. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm những cái độ tinh chỉnh khác nhau, giống như là studio ấy, hay là stack, hay là room, để chúng ta có thể thưởng thức được những cái bản âm thanh hay là hòa nhạc, giống như concert hall hay là jazz club. Đấy, giúp cho chúng ta sẽ thuận tiện hơn trong khi mà thưởng thức những món âm nhạc đó. Thì ngay bây giờ mời các bạn hãy nghe thử một chút xíu những cái âm thanh được phát trực tiếp trên dàn loa Bowo Wedkin ở trong chiếc xe XC60 phiên bản T8 Recharge này. Lái một đường khá dài từ Sài Gòn đi đến Hồ Trị An, lâu mình đổi gió tí xíu, đi đường trong phố, đi cao tốc và đi lên Hồ Trị An để ngắm một chút xíu về thiên nhiên. Và đây là một trong những địa điểm mà gần nhất Sài Gòn rồi, chúng ta có thể đổi gió một cách trọn vẹn. Hơn hết thì mình đang cầm lái trên chiếc XC60 phiên bản T8 Recharge. Khi mà mình ngồi ở vị trí này á, cái tầm nhìn cho chúng ta khi mà ngồi trên những chiếc SUV như thế này nó rất là thoáng. Và đặc biệt một lời khen đó là cục A chúng ta nó vuốt vô bên trong, nó tạo cho chúng ta một cái nhìn thoáng hơn, không bị chướng tầm nhìn. Và một ưu điểm nữa đó là cái kính chiếu hậu nó đặt ở ngay cánh cửa, thay vì những dòng xe khác thì đặt ở cột chữ A hay là đâu đó thì nó làm cho chúng ta sẽ bị vướng và bị che lấp cái tầm nhìn chỗ này. Nhưng mà đây là một trong những cái ưu điểm khiến cho cái tầm nhìn chúng ta thoáng hơn, nhìn được bao quát hơn ở cái vị trí người lái trên chiếc XC60. Về độ ồn thì hầu như là trải nghiệm ở trên chiếc XC60 thì không có gì phải dùng được những cái từ mỹ miều hơn, đó là hai chữ tuyệt vời. Vì sao ạ? Chúng ta sẽ có được cái độ cách âm thật là tốt ở cái môi trường xung quanh. Hầu như là những cái chiếc xe mà chạy ngược chiều á,
mình nghe rất là ít cái tiếng vọng vào bên trong. Và hơn hết, cái hệ thống treo của chiếc xe nó làm việc cũng hết sức là tốt và được trang bị ở trên chiếc XC60 này. Đâu đó hệ thống treo trước và treo sau để chỉ là tay đòn kép và có những cái càng A làm bằng hợp kim nhôm mà thôi. Nhưng mà với những cái công nghệ của cái hệ thống treo như vậy thì nó giúp cho chiếc xe vận hành một cách vững chắc. Và cái lớp Pirelli của cái dòng là B0 nó làm việc cũng hết sức hiệu quả. Cái lớp nó mang lại cái hiệu năng nè, đồng thời á, nó triệt tiêu và những khoảng cách âm, những cái hốc bánh xe nó cũng được gia cố rất là tốt. Chính vì vậy chúng ta sẽ không nghe được một tiếng lớp nào vọng vào bên trong xe khi mà mình chạy ở tốc độ thấp hoặc là chạy ở tốc độ cao. Và hơn hết là mình đi trong những cái cung đường khó, những cái tiếng rì rào nào hầu như ở trong chiếc XC60 sẽ không còn nữa. Và khi mà mình chạy ở tốc độ cao và khi mình nhấc ga thế này đó thì mình hầu như là cái độ cách âm của chiếc xe cũng không phải gì bàn cãi. Và mình cũng có dịp là mình đo được ở trong phố hay là đi đường cao tốc á, ở vận tốc là 80 km/h thì đâu đó gần là hơn 60 dBA một chút xíu thôi. Thì trong cái độ cách âm của xe hơi thì cái ngưỡng 60 dBA á, thì đó là một trong những cái điểm cách âm phải nói là hết sức tối ưu. Và cái sự tĩnh lặng đó đến từ đâu nữa ạ? Trên chiếc XC60 phiên bản T8 Recharge này được trang bị một cái động cơ điện. Và hơn hết, hybrid nè, plug-in hybrid nè, động cơ điện nè, nó khi mà mình vận hành ở tốc độ thấp như thế này đó, thì nó cũng mang lại cho chúng ta cái sự yên tĩnh, nó không có quá ồn ào khi mà hoạt động ở trên những động cơ đúc trong. Và mình nói đùa với người bạn đồng hành của mình là chiếc xe này yên tĩnh đến nỗi mà chúng ta nói chuyện thì thầm thì người bên cạnh vẫn nghe. Một lời khen nữa cho cái vô lăng ở trên chiếc XC60. Nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác chân thực khi mà mình vận hành nhẹ nhàng trong phố. Và hơn hết là chúng ta cần đánh lái gấp ở trên những cái tốc độ cao khi mà mình di chuyển ở ven hồ Trị An như thế này. Nói về cái cảm nhận của vô lăng thì chúng ta sẽ không quên nhắc đến cái động cơ. Tuy rằng trên chiếc xe XC60 phiên bản T8 Recharge này chỉ trang bị cái động cơ là 2.0 thôi, nhưng mà nó cho cái công suất đâu đó hơn 300 mã. Wow, 2.0 mà 300 mã, các bạn thấy nó khủng khiếp không? Mình phải lặp đi lặp lại là phiên bản T8 Recharge này sử dụng công nghệ là plug-in hybrid. Chính vì vậy nên chiếc xe nó cho tổng công suất đâu đó hơn 400 mã. Khủng khiếp chưa? Một chiếc xe CUV mà bây giờ nó có một công suất hết sức là khủng khiếp. Và khi mà mình cần cái lực thì mình chỉ cần đạp nhẹ thôi là xe nó vút đi nhờ vào motor điện. Hơn hết thì chiếc xe mình sử dụng hộp số tự động 8 cấp Geartronic cùng với hệ dẫn động On-Wheel Drive. Nó cũng đồng thời nó bổ trợ cho chiếc xe nó vận hành êm ái nhờ vào cái thuật toán của cái hộp số. Và chúng ta cũng được có rất là nhiều những chế độ lái khác nhau mà thật sự ở trên màn hình này á, người ta gọi là Drive Mode á, chế độ lái thì cũng chưa đúng. Theo như mình hiểu á, đây là cách lái, chọn cách lái thì đúng hơn. Vì sao? Trên màn hình này chúng ta sẽ có Hybrid Power Per Off-Road. Có nghĩa là sao? Hybrid thì nó sẽ sử dụng đan xen giữa motor điện và động cơ đúc trong là khi mình chạy riu riu nhẹ nhàng thế này đó, thì chiếc xe nó lại êm ái vì nó chỉ sử dụng hoàn toàn điện. Khi mình bứt phá đạp thốc ga lên thì motor điện cùng với động cơ đúc trong hoạt động cùng lúc. Đó là cái ưu điểm mà khi chiếc xe sử dụng hybrid. Còn khi mà chuyển qua chế độ power, đây là cái chế độ mà sẽ sử dụng sức mạnh tối đa với công suất lên đến là 462 mã, kết hợp giữa động cơ xăng và motor điện. Còn các bạn muốn đi trong phố mà yên tĩnh hay sao? Chọn qua chế độ Pure, hoàn toàn bằng điện. Ở trên đây màn hình này chúng ta sẽ có cái cục pin gọi là mức pin á, để chúng ta có thể theo dõi được là cái mức pin như vậy mình có thể hoạt động với cái động cơ điện như thế được bao xa. Thì hiện giờ màn hình mình là báo là 72 km nè, có nghĩa là mình lái chiếc xe hoạt động hoàn toàn bằng điện đi đến 72 km, nhưng mà với cái cục pin này được sạc đầy á thì nó di chuyển đâu đó hơn 80 km chỉ hoàn toàn bằng điện thôi. Đó là một trong những cái ưu điểm của cái chiếc xe được trang bị plug-in hybrid. Cái công nghệ plug-in hybrid này chúng ta có thể sạc trực tiếp bằng cái điện nhà mà cũng chúng ta sẽ không có bị phụ thuộc vào những cái trạm sạc ở bên ngoài. Ở phía trước chúng ta có cổng sạc ghim nhà thôi, đâu đó khoảng chừng từ 5 cho đến 6 tiếng thì cục pin là đầy rồi. Khi đó chúng ta sẽ an tâm mà vi vu mà sử dụng chỉ có cái động cơ điện thôi, giúp cho chúng ta vận hành êm ái. Nhưng mà cái movement của động cơ điện hết sức là cao, khi đó chúng ta cần vượt, cần bứt phá, chỉ cần đạp nhít ga đó, chiếc xe lao đi. Và ngay bây giờ thì chiếc xe XC60 này nó như là một chiếc xe thuần điện như vậy, hoạt động, cái cách ga, cái cách xử lý sắc bén nó không khác gì những chiếc xe thuần điện đang có mặt trên thị trường.
Hơn nữa thì chúng ta còn có cái chế độ là off-road khi mà các bạn muốn tăng cái độ bám đường nhiều hơn nè, hay là phải lái xe trên những cái địa hình khó khăn hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có chế độ lái là content on wheel ride, sử dụng trong cái điều kiện là đường trơn trượt nè, nhằm tăng cái khả năng bám đường hơn nè, với cái hệ dẫn động 4 bánh được tăng cường nhiều hơn. Chứ bây giờ mình lái một con xe mà có một cái tinh thần mà lý thú và hứng khởi lên vậy, lái nhẹ nhàng và lái tốc độ nó luôn luôn phù hợp, và nó cái cách xử lý của nó gọn gàng lắm, nó khác hoàn toàn so với cái thế giới còn lại của những cái dòng xe mà mình đã từng trải nghiệm. Nói về trang bị an toàn thì hầu như là chắc sẽ không có đề cập nhiều đâu, tại vì công nghệ an toàn ở trên chiếc XC60 phiên bản T8 Recharge Ultimate này hầu như là nó full rồi. Ở trên đời này có cái gì là nó có cái đó rồi. Và mình chỉ nói về những cái cảm nhận cá nhân khi mà mình sử dụng những cái công nghệ hỗ trợ lái ở trên cái chiếc XC60 này. Cái cách mà nó can thiệp giống như là hỗ trợ giữ làn đường nè, cảnh báo xe phía trước nè, cảnh báo va chạm nè, và cái cách mà nó vào cua ôm vô lăng á, nó rất tự nhiên, nó rất nhẹ nhàng. Và điều đặc biệt hơn hết là nó sẽ không làm cho mình bị giật mình khi mà cái hệ thống nó can thiệp. Ngoài những tính năng an toàn chủ động hỗ trợ lái thì nhiều ngày qua mình đã sử dụng, mình rất thích những cái tính năng giống như là hỗ trợ giao thông cắt ngang và kèm cái tính năng tự động phanh đó. Có nghĩa là khi mình ve, mình lùi xe mà đôi lúc mình sẽ lơ là tí xíu thì cái hệ thống radar nó sẽ quét ở phía sau. Nếu mà có những vật cản đi vào những cái vùng an toàn thì chiếc xe sẽ tự động phanh để chúng ta có thể lùi xe một cách an toàn hơn. Và còn một tính năng nữa đó là cảnh báo va chạm, hay là mình thường gọi là cảnh báo tiền va chạm. Nhưng mà hệ thống ở trên chiếc Volvo XC60 này nó hoạt động một cách khác biệt hơn. Đó là nó hoạt động kể cả ngày và đêm luôn. Và đặc biệt hơn hết là mình đi qua những khúc cua, mình đi vào trong phố, mình chạy chậm thế này và mình cần quẹo hay rẽ thì radar nó cũng quét ở phía trước, giúp cho chúng ta tránh đi những cái va chạm khi mà có những phương tiện cắt ngang hoặc là cắt dọc ở phía trước, hoạt động mọi nút mọi nơi và phát hiện được rất là nhiều những vật cản giống như là con người nè, người đi bộ nè, xe đạp nè, hay là kể cả mình đang đi di chuyển ở cung đường hoang vắng như thế này thì những cái động vật lớn nó cũng được phát hiện và giúp chiếc xe phòng tránh đi những va chạm đó một cách an toàn hơn. Vi vu một chút xíu với chiếc xe và đậu cạnh mặt hồ này thì công nhận XC60 đậu trong cái khung cảnh này nó sẽ rất là phù hợp. Với mức giá trên thị trường thì hiện tại XC60 phiên bản T8 Recharge này là khoảng 2.890.000.000. Wow, cũng hết sức là hợp lý đấy. So với mặt bằng chung và những chiếc xe hạng sang thế này và đầy đủ những công nghệ. Theo mọi người thì chiếc Volvo XC60 này nó sẽ phù hợp với những cái đối tượng nào? Riêng bản thân mình thì mình trải nghiệm những ngày qua thì đây là một trong những con xe đa dụng, đa nhiệm nhất mà mình từng trải nghiệm. Đâu đó cái thiết kế nó cũng hài hòa với những người hơi đứt, lớn tuổi tí xíu và được trang bị hầu như rất là nhiều những công nghệ an toàn cũng có, hỗ trợ lái cũng có và rất là nhiều những trang bị an toàn đó nó phù hợp cho những cái đối tượng, những người trẻ giống như mình. Và hơn hết thì những người vợ, những người con cũng đủ đáp ứng những cái hành trình đâu đó 5 người cũng hết sức là hài hòa cho mục đích đa dụng. Và những người thích tốc độ thì sao? Đấy là một trong những cái ưu điểm mà XC60 nó mang lại. Nhẹ nhàng trong phố cũng hợp lý, vi vu cao tốc cũng ok. Và chúng ta cần bứt phá thì đâu đó cái công suất nó mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm mới. Những cái công nghệ động cơ plug-in hybrid như thế này, nó làm cho chúng ta hài lòng hơn với cái công suất, với công nghệ nó mang lại. Và những cái cú ghít ga hay là đánh võng ở trên đường thì XC60 vẫn đảm nhiệm được cho chúng ta một cái chiếc xe vững chắc, vững chãi. Và hơn hết thì hiện tại chương trình của Volvo Car Việt Nam cũng hấp dẫn lắm nha. Đâu đó rất là nhiều những ưu đãi giống như là 100% phí trước bạ nè, rồi voucher và cộng 3 năm bảo dưỡng nữa. Với những dòng xe giống như là XC60 như thế này và đặc biệt là trên những dòng xe sedan giống như là S90. Và tất nhiên trên những dòng xe giống như là V60 Road Country thì vẫn được miễn phí 100% phí trước bạ nữa. Riêng những dòng xe khác giống như là XC90 hay là XC40 thì chúng ta sẽ có những cái mức ưu đãi khác nhau giống như là 3 năm bảo dưỡng hay là 50% phí trước bạ. Đó là những cái thông tin mà các bạn có thể quan tâm nhiều hơn những dòng sản phẩm của Volvo Car Việt Nam. Nếu các bạn có những thắc mắc về những công nghệ, những cái trang bị và có thêm những thông tin trên những dòng xe của Volvo thì hãy comment bên dưới. Đừng quên subscribe kênh YouTube của tôi Sài Gòn, bật chuông để nhận thông báo video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.